chào các bạn. Còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta lại được cùng nhau chờ đón những bất ngờ thú vị trong một trận đấu được dự đoán là rất hấp dẫn và cũng là một trận đấu có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cả hai đội bóng trong ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi những hình ảnh được tường thuật trực tiếp trên kênh VP Apart và tôi cùng với biên luyện viên Kiên Daki rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu giữa hai đội bóng đang có phong độ rất tốt và sẽ là một trận đấu không khoan nhượng giữa hai đội. Có thể thấy trên các khán đài, tiếng hò reo của các cổ động viên đã làm cho không khí trước trận đấu trở nên náo nhiệt và hưng phấn hơn bao giờ hết. Và đây là đội hình xuất phát của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là trọng tài đã cho trận đấu được bắt đầu. Xuân Mạnh. Cơ hội dứt điểm, dứt điểm. Đội thi đấu tốt hơn đã có được bàn thắng dẫn trước và ở ngoài đường pit thì huấn luyện viên đang ra hiệu cho các cầu thủ giảm nhịp độ trận đấu, chủ động nhường thế trận để chơi phòng ngự phần. Một pha phạm lỗi. Tuấn Tài. Phan Văn Đức. Các Ngọc. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức. Chọc khe, pha thoát xuống rất nhanh, cơ hội dứt điểm, không được. Có lẽ cần một pha xử lý táo bạo. Đình Đồng. Phan Văn Đức. Pha thoát xuống rất nhanh, chuyền vào. Pha giải nghi rất đúng lúc. Anh Bình. Phan Văn Đức. Đình Đồng. Những đường chọc khe như thế này luôn gây ra những khó chịu cho hàng phòng ngự. Và phạt bóng rất đúng lúc. Phan Văn Đức. Các Ngọc. Hoàng Văn Bình. Bóng đã bị chặn lại. Đình Đồng. Rất đơn giản. Vũ Minh Tuấn.
rất thoáng. Anh sẽ làm gì đây? Đánh đầu. Vào. Có thể nói đó là một sai lầm chết người của hàng phòng ngự, và đội bạn đã tận dụng một cách triệt để cơ hội của mình. Đó là câu trả lời đanh thép, là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực thi đấu trong những phút vừa qua. Cần phải có những đường truyền mang tính đột biến để phá vỡ thế trận bế tắc như thế này. Cơ hội. Phạm lỗi rồi. Pha giải nghi rất đúng lúc. Sẽ có một tình huống ném biên. Bùi Tiến Dũng. Trong đài. Đường truyền rất bất ngờ. Chọc khe. Sóng gió đã qua trước cầu môn. Và như vậy hiệp 1 đã khép lại. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự thay đổi sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta hãy cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Pha xử lý khá ngẫu hứng. Chạm bóng rất nhẹ nhàng. Mặt cú sút. Trong đài. Phan Văn Đức. Có thể phối hợp với đồng đội ở phía trước. Và phá bóng rất tốt. Vũ Minh Tuấn. Đường truyền rất bất ngờ. Và phá bóng rất đúng lúc. Nỗ lực vượt phá đã bị vô hiệu hóa. Khả năng đọc tình huống tuyệt vời đã giúp cầu thủ này chặn được đường truyền vừa rồi. Các Ngọc rất thoáng. Những đường chọc khe như thế này luôn gây ra những khó chịu cho hàng phòng ngự. Pha bóng rất cố gắng. Cơ hội dứt điểm. Một tình huống làm thoát tim các cổ động viên. Anh sẽ làm gì đây? Vẫn tiếp tục đi bóng. Rất tiếc là cầu thủ này đã ở trong tư thế việt vị. Bật bài rất hay. Khoảng trống. Anh Bình. Hoàng Văn Bình. Đi bóng rất sung mãnh. Tình huống sóng gió trước cầu môn. Có thể triển khai tứ giác tấn công. Vũ Minh Tuấn. Để mất bóng rồi. Cơ hội dứt điểm. Mặt cú sút. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng, nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều.
sẽ có sự thay đổi người. Sau rất nhiều những pha hãm thành thì cuối cùng bàn thắng cũng đã đến. Đó là một bàn thắng rất quan trọng. Khi mà cả hai đội đã quá quen thuộc và quá hiểu nhau trong từng đấu pháp và từng con người, thì việc tỏa sáng của một cầu thủ cũng là yếu tố quyết định của trận đấu. Vẫn còn một quả chơi bóng. Đánh đầu, không vào. Có thể phối hợp với đồng đội ở phía trước. Rất quyết tâm. Một tình huống làm thoát tim các cổ động viên. Đường truyền đã bị chặn lại. Hồ Phúc Tinh. Thời gian thi đấu của trận đấu không còn nhiều. Pha xử lý khá ngẫu hứng. Chèo bóng khá hay. Pha phản công vẫn còn. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Trận đấu đã kết thúc. Chắc chắn sau trận đấu này, cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình. Chương trình bình luận bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin thân ái và chào tạm biệt.